Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 221. Đoàn người theo Triệu Tu Duyên, ánh sáng từ cây đuốc di chuyển về phía hậu viện. Quý anh anh nằm ở phía dưới, mắt nàng tối sầm lại. Nàng vùi mặt vào cánh tay. Ký ức như một giấc mơ đã từng trải qua, khi tỉnh dậy quên mất nhưng bất chợt hiện rõ ngay trước mắt nàng có thực sự yêu triệu tu duyên không câu trả lời thật tàn nhẫn nàng đã yêu hắn không nghĩ đến thân phận của hắn gia đình phú quý của triệu gia nàng chỉ đơn thuần yêu chàng thiếu niên ấy nàng tranh luận với hắn về những điều nhỏ nhặt vì gặp hắn một lần nàng đã suy nghĩ suốt cả tháng để tìm cách đến trúc lâm tự dâng hương đã từng nàng nghĩ rằng ngoài hắn ra nàng sẽ không gả cho ai khác nước mắt lăn dài, làm ướt ống tay áo của nàng. Hắn đã xông vào, dùng tính mạng của ca ca nàng để uy hiếp. Ký ức tốt đẹp trong lòng nàng bị hắn phá tan thành từng mảnh, như bị đẩy vào 18 tầng địa ngục. Nàng làm sao có thể yêu một người đàn ông như vậy? Hắn đã mang lại cho nàng và gia đình biết bao tổn thương. Nàng đã xác định rằng triệu gia cùng nam chiếu cấu kết với nhau. Trước đây, triệu gia còn kiêng nề thể diện đại gia đình, nhưng giờ đã trực tiếp vạch mặt tỏ rõ sự dữ tợn và kiêu căng nàng phải nghĩ cách trốn khỏi nơi này triệu tu duyên muốn bắt nàng nếu nàng không ở đây hắn sẽ không thể uy hiếp mẹ và ca ca của nàng quý anh anh dùng tay áo lau khô nước mắt ngẩng đầu nhìn ra ngoài trong sân chỉ có mỗi ca ca quý anh anh nhỏ giọng gọi ca trốn giỏi lắm quý diệu đình nói nhỏ một lát sau tiếng bước chân vang lên giữa tiếng huyên náo quý anh anh nghe thấy tiếng khóc của tương nhi và giọng của chu nhị lang các ngươi làm gì ngay sau đó là một trận đấm đá chu nhị lang ngã xuống đất tiếng nói giận dữ của quý diệu đình và tiếng khóc của tương nhi vang lên trong sân chu nhị lang người tự chuốc lấy đánh triệu tu duyên tức giận đá một cú vào người chu nhị lang mặt của chu nhị lang nghiêng đi đầy máu hắn đột nhiên thấy quý anh anh nằm dưới hành lang gấp khúc. Hắn khó khăn chờ mình, cười ha ha. Triệu tu duyên, người có đánh chết ta cũng không tìm thấy nàng đâu. Ta đã giúp anh anh chạy thoát, ha ha. Nàng thông minh hơn ngươi nghĩ nhiều. Nàng như cá trong nước, hoán hoa khê sẽ mang nàng đi, ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy nàng nữa. Anh anh, hãy chạy thật xa. Một đôi chân tiếp tục dẫm nát người chu nhị lang, hắn dần dần bất động nước mắt quý anh anh tuôn trào như suối. Đi. Triệu tu duyên nhìn quý diệu đình với ánh mắt tàn ác, phun một bãi nước bọt rồi mang người rời đi. Quý diệu đình ôm chu nhị lang, vỗ mặt hắn. Nhị lang, tỉnh lại. Quý anh anh bỏ ra ngoài, tương nhi đột nhiên thấy tay duỗi ra từ dưới hành lang gấp khúc, sợ hãi hét lên. Khi quý anh anh định ra ngoài, tương nhi bước sang một bước, chặn nàng lại. Đại lang quân họ đi thật sao, họ sẽ không quay lại chứ. Quý anh anh sợ hãi, lùi lại. Người coi chừng chu nhị lang, ta đi xem một chút. Quý Diệu Đình gọi lớn Điền Thúc và Quý Phúc. Nương tử, ở cửa Thùy Hoa, hình như có bóng người. Tường Nhi ngồi xuống, đỡ chu nhị lang dậy, nói nhỏ. Quý anh anh hạ giọng. Hắn sao rồi, còn sống. Tường Nhi nghẹn ngào. Lúc này, quý anh anh đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động nàng nằm xuống áp tai sát đất tiếng như sấm rền từ xa truyền đến nàng kinh hãi quân nam chiếu đến tiếng thét chói tai và tiếng khóc đột nhiên vang lên trên đường như thể đám người bất ngờ tuôn ra đường phố quý diệu đình chạy nhanh trở lại anh anh trốn kỹ đừng ra ngoài tương nhi người cũng vào đi tương nhi bỏ vào quý diệu đình nhìn chu nhị lang đang hôn mê đẩy hắn vào dưới hành lang gấp khúc hắn xoay người vào nhà lấy chậu rửa mặt, từ chung nước trong sân múc nước, rội mạnh xuống đất, rửa sạch dấu vết. Trốn ký, quân nam chiếu đến, anh anh, tự chăm sóc mình tốt, dù thấy gì cũng đừng ra ngoài. Quý diệu đình ném chậu, chạy về hướng đông của viện đã sụp đổ. Nương tử. Tường nhi nắm chặt cánh tay quý anh anh, run rẩy. Quý anh anh ôm lấy nàng, thì thầm. Che miệng, nhắm mắt lại, nếu phát ra tiếng chúng ta sẽ bị phát hiện. Không biết đã bao lâu, từ hướng đông của viện truyền đến vài tiếng khóc yếu ớt của trẻ con. Quý anh anh run lên, xúc động nói. Sinh rồi, tàu tử sinh rồi. Từ hướng cửa chính, tiếng kêu của người gác cổng điền thúc lại truyền tới. Anh đuốc lóe lên, bóng dáng đã đến hậu viện. Quý anh anh ôm chặt tương nhi. Một đội binh lính lộn xộn tràn vào trong sân. Si cuồng đánh giá sân nhỏ đây là hoán hoa phường nhuộm. Đúng vậy, hoán hoa phường nhuộm nổi tiếng với tơ hoán hoa thượng hạng ở ích châu phủ. Quý gia có bí truyền nhuộm tơ đã tồn tại hàng trăm năm. Một chiếc áo thanh sam lay động trước mắt quý anh anh, người nói chuyện là Triệu Tu Duyên. Si cuồng nhíu mày nói. Người đâu, lục soát. Bình lính chạy qua hành lang gấp khúc, tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên từ trong nhà. Si cuồng và Triệu Tu Duyên đi về hướng phòng khách bước lên hành lang gấp khúc. Quý anh anh bịt chặt miệng, nghe tiếng giày dẫm trên đầu. Chẳng bao lâu sau, những người trong quý gia bị đưa đến sân. Một binh lính vội vã chạy tới, "Đại quân, bên kia chỉ còn một người phụ nữ vừa sinh con. Trông không sống nổi, những người khác đều ở đây." Quý Diệu Đình đờ đẫn nhìn người phụ nữ trong tay đang bế đứa bé. Người phụ nữ trao đứa bé mới sinh cho hắn. Nàng ngẩng mặt lên, Thần thái điềm tĩnh. Đứa bé đã chết, các người còn muốn gì nữa? Chết, quý anh anh trợn tròn mắt. Tướng quân, nàng là chủ phường hoán hoa. Quý phu nhân. Triệu tu duyên nói nhỏ. Si cuồng dịu dòng. Quý phu nhân, người không cần sợ. Ta sẽ cho người một ngôi nhà lớn hơn, xây một phường nhuộm tốt hơn. Thu dọn hành lý, đi cùng chúng ta. Quý phu nhân mỉm cười. Các người muốn bí truyền của quý gia muốn người của quý gia đi nam chiếu nhuộm tơ cho các ngươi nàng quay đầu nhìn quý diệu đình đại lang đến đây quý diệu đình ngơ ngác nhìn mẹ quý phu nhân nói nhỏ nó tên quý diệu đình là con trai duy nhất của ta bí truyền của quý gia chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ ngoài ta chỉ có nó biết bí truyền nhuộm màu của quý gia a à, tốt đưa nó đến nam chiếu một tiếng Phúc nhỏ vang lên quý phu nhân rút thanh trùy thủ giấu trong tay áo, đâm vào ngực quý diệu đình. Quý anh anh cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng kêu. Cơn đau khiến quý diệu đình tỉnh táo trong chốc lát, hắn nắm tay quý phu nhân, lẩm bẩm gọi. Mẹ, ngươi làm gì vậy, ngăn nàng lại. Si cuồng không ngờ quý phu nhân lại đâm chết con trai duy nhất của mình, giận dữ hét lên. Bình lính tiến lên kéo quý phu nhân ra, quý diệu đình nhìn ngực mình đang tuôn máu, ngẩng đầu cười. Ta chết rồi, sẽ không ai biết bí truyền nhuộm màu của quý gia. Sắc mặt triệu tu duyên thay đổi, chỉ vào quý phu nhân. Đừng để nàng chết. Nhưng đã muộn, môi quý phu nhân tím lại, khuôn mặt trở nên xanh sao, ngã xuống. Nàng đã uống thuốc độc. Triệu tu duyên hét lên, chạy đến hành lang gấp khúc, lắc mạnh nàng. Nói, quý anh anh ở đâu? Ánh mắt quý phu nhân mờ dần, trong chốc lát, như thể nàng thấy được quý anh anh giấu dưới hành lang gấp khúc, ánh mắt nàng lóe sáng rồi nhanh chóng lịm đi. Phu nhân, nô tỳ đi cùng ngươi. Lý ma ma thét lên, dùng châm dài đâm vào ngực mình. Người quý gia quỳ xuống, tiếng kêu khóc vang lên thảm thiết. Si cuồng bực bội vuốt đầu, lớn tiếng hỏi. Họ có biết nhuộm tơ không? Triệu tu duyên thất vọng buông quý phu nhân, nhìn quanh sân những người còn lại của quý gia, lắc đầu. Si cuồng nhìn quanh sân và tức giận ra lệnh. Mang tất cả các nha đầu trẻ tuổi đi. Bình lính tiến lên kéo trương tứ nương và các thị nữ cùng tử nhi lên. Tử nhi hoảng hốt hét lên. Triệu lang quân, nô tỳ là tử nhi, là tỳ nữ ở phường nhuộm hoán tơ. Nô tỳ biết nương tử đang ở đâu. mươi 222 Triệu tu duyên ngẩn người ra, suy nghĩ. Tướng quân, hãy giữ lại nha đầu này. Người giỏi nhất của quý gia là nhị nương quý anh anh. Tìm được nàng tức là có được bí truyền của nhiễm kỹ. Quý anh anh. Si cuồng nghĩ tới, hắn cười lớn và vỗ vai triệu nhị lang. Bạch Vương đã nhắc đến điều kiện của ngươi, nói, người ở đâu? Trong đám người, quý ma chừng trừng mắt nhìn tử nhi, như một con sư tử cái nhảy dựng lên, tay cầm cây châm dài đâm vào áo lót của tử nhi. Đồ tiện nhân bán chủ cầu vinh. Ánh đào sáng như tuyết chợt lóe lên, Quý Mama cùng Tử Nhi bổ nhào xuống đất. Quý Phúc la hét loạn xạ, chạy về phía Quý Mama. Si Cuồng giận dữ, tiến lên một bước đá văng Quý Phúc, cúi người nâng cầm Tử Nhi lên. Người ở đâu? Tử Nhi dồn hết sức lực bám lấy giáp dưới áo của Si Cuồng, với khao khát sống còn, nàng mở miệng. Đại Lang Quân nói: giấu ở nhà, cứu ta. Nàng bị Si Cuồng ném sang một bên, ánh mắt hy vọng của nàng dần tắt. Si cuồng đứng thẳng người, hét lớn. Lục soát. Tiếng động vang lên bên tai quý anh anh. Nàng nhìn mẹ mình với đầu óc trông rỗng. Nàng từng oán giận mẹ và anh trai mình. Sau này, ngay cả oán giận, họ cũng không nghe được. Trong tã lót, khuôn mặt Hải Nhi chỉ lớn bằng nắm tay, được anh trai ôm chặt vào lòng. Máu nhuộm đỏ tã lót, người trên mặt đất thành một đoàn. Tiếng bước chân trên tấm ván gỗ trên đầu vang lên thùng thùng triệu tu duyên nghĩ tới tương nhi và chu nhị lang hắn thầm hận thấy binh lính xung quanh không tìm thấy người triệu tu duyên liền nói tướng quân nàng biết bơi nghe nói nàng có thể đã trốn theo sông tài hạ sẽ dẫn người dọc theo sông đi tìm hắn vừa định đi thì quân nam chiếu đã đến tính toán thời gian triệu tu duyên nghĩ rằng quý anh anh không thể bơi xa được ta sẽ gọi binh lính đi tìm đi đi đến triệu gia si cuồng lười ở lại quý gia lãng phí thời gian, dẫn người rời đi. Quân Nam Chiếu đã đuổi theo dân chúng chạy trốn về hướng Thanh Thành. Bốn phía là đồng bằng, quý anh anh chắc chắn không thoát được. Triệu tu duyên thấy si cuồng nhìn mình chằm chằm, vội vàng đi theo hắn. Tiếng khóc vang lên khắp sân. Bình lính mang hết những người sống trong nhà đi, quý gia dần trở nên yên tĩnh, trong đêm tối, chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên lặng lẽ chiêu sáng những người chết trong sân. Lồng mi tương nhi run rẩy mở mắt, tay che miệng vẫn chưa buông, nhìn thấy thi thể trong sân, trong mũi nàng phát ra tiếng nức nở ngắn ngùi. Nàng quay đầu nhìn quý anh, nàng quay đầu nhìn về phía quý anh anh, thấy nàng trợn mắt, cắn cánh tay mình không nhúc nhích. Tường nhi hoảng sợ, không nói được gì, mạnh mẽ đẩy nàng. Quý anh anh buông lòng miệng, trên môi nhuộm đỏ máu nương tử tường nhi cuối cùng bật khóc nức nở quý anh anh bỏ ra ngoài nhìn mẹ một chút nhìn anh một chút nàng muốn chạm vào nhưng lại không dám tường nhi bỏ theo ra ngoài kinh hoàng nhìn quanh nương tử quân nam chiếu còn có thể trở lại không sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ tường nhi thấy quý anh anh ngơ ngác xoay người đi xem thấy chu nhị lang tỉnh lại nàng mừng rỡ Chu lang quân. Chu nhị lang bị đánh ngất, chỉ bị thương ngoài da. Hắn nhìn tình cảnh bên ngoài, vội vàng chui ra. Này, ai làm? Tường nhi gấp rút che miệng hắn, khóc nức nở nói. Triệu lang quân dẫn quân Nam Chiếu đến, không biết những lính đó có trở lại không? Bên ngoài truyền đến tiếng cười nói của binh lính. Nhà này trông cũng được đấy, binh lính thực sự đến rồi. Chu nhị lang phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu không kịp nói chuyện, kéo Quý Anh Anh và nói với Tương Nhi. Đi mau. Quý Anh Anh bỗng nhiên phát hiện mẹ và anh trai cách mình xa, nàng dùng sức đẩy tay Chu Nhị Lang và nhào tới. Cô nãi nãi, có người đến, tránh đi. Chu Nhị Lang gấp rút kéo nàng trở về dưới hành lang để giấu. Ba người vừa giấu kỹ, liền thấy một đội binh lính cười đùa đi đến. Không ai nhìn đến thi thể, họ chạy vào nhà tìm kiếm các loại tài sản hết nhóm binh lính này đến nhóm binh lính khác. Cuối cùng, nhóm người cuối cùng đi tay không mà về. Đến lúc bình minh, sân nhỏ cuối cùng cũng yên tĩnh. Quý anh anh từ từ lấy lại tinh thần, nhìn những thi thể nằm trên mặt đất và rơi lệ lặng lẽ. Đợi trời tối, bờ sông sẽ không có nhiều binh lính như vậy, chúng ta sẽ bơi trốn đi. Chu Nhị Lang nói nhỏ. Mẹ ta, anh của ta, chị dâu ta, còn có quý mama. Quý anh anh không thể nói tiếp, để họ nằm ở đây sao? Nàng phải sống, sống sót để giết triệu tu duyên. Nước mắt rơi xuống, nàng khó khăn nói. Chu nhị ca, thiêu nơi này đi. Một mồi lửa thiêu, cũng tốt hơn để họ nằm ở đây, không ai thua chôn Gấm chất đống như núi. Tàng trưởng sử mặt lạnh lùng giao hàng với người nam chiếu. Thịnh phong trạch thản nhiên đi tới bên cạnh hắn. Ba vạn thớt, tang trường sử cố chịu đựng nói. Thành không đủ xe ngựa, đợt gấm này chỉ có 5.000 thớt. Đợi xe ngựa trở về, sẽ mang thêm. Vương gia, phủ ích châu đã thể hiện thành ý hòa giải lớn nhất. Gió thu lay động cỏ dài, ánh chiều tà ấm áp của mặt trời lặn phía tây tràn ngập trên đồng hoang. Thịnh phong trạch lộ vẻ thương cảm. Không sao, ta mang nhiều người như vậy đến, chính là để chuyển gấm tứ xuyên. Ngươi, ngươi có ý gì? Tang Trường Sử kinh hãi, cổ run lên, xích hổ đao đặt trên cổ hắn. Tang Trường Sử lớn tiếng kêu lên, "Thịnh Phong Trạch, ngươi không thể nuốt lời, đáng đời ngươi bị lóc từng miếng thịt." Xích hổ đánh một trường, Tang Trường Sử sụi lơ ngã xuống. Hắn tiện tay gọi hai tên lính, ném người sang. "Xem chừng hắn." Thịnh Phong Trạch nhìn về hướng thành Ích Châu, bình tĩnh ra lệnh. "Hồ Nam tướng quân, có mặt tướng." dẫn đầu đội mũi nhọn giả trang thành phu xe vào thành. Ta sẽ dẫn trung quân đến sau. Thịnh Phong Trạch ra lệnh, không khỏi nhớ tới quý anh anh. Nàng vẫn còn ở trong thành Ích Châu không? Ngày mai lúc này, hắn sẽ ở trong thành Ích Châu. Tin tức quân Nam Chiếu xuất binh sớm đã được đưa lên bàn của Hoàng đế. Hoàng đế gửi thư chất vấn Nam Chiếu và nhận được lời đáp của quốc chủ Thịnh Phong Hữu Thịnh Phong Hữu khẳng khái trả lời tiết độ sứ Tây Xuyên tham lam thô bạo, binh lính ly tâm, dân chúng khổ sở. Là một thiên tử, không thể không giải quyết lo lắng cho thiên tử. Lần này phục vụ trì hoãn thời gian, khi đại quân của Thịnh Phong Trạch nhắm tới thành Ích Châu, trong cung đại minh, cuộc tranh luận giữa phe chủ chiến và phe chủ hòa vẫn tiếp tục. Phe chủ chiến cho rằng Nam Chiếu lớn lối tùy tiện, cần phải giáo huấn một phen để thể hiện uy quyền của đại đường phe chủ hòa thì hết sức bất đắc dĩ, quốc khố trông rỗng, tiết độ sứ làm theo ý mình, hoàng đế không có tiền, không có binh. Hoàng thượng, đại đô đốc đông sông đảo đã thỉnh chiến. Hoàng đế choáng váng bởi lời của triều thần, tinh thần chấn động. Đang muốn hạ chỉ lệnh đông xuyên quân gấp rút tiếp viện Ích Châu, lại có tiếng sông ra. Hoàng thượng, 800 dặm khẩn cấp, nam chiếu tiến công tử đồng. Tử đồng vừa mất, trường an nguy hiểm kiếm nam đạo bắc bộ tử đồng bị chiếm đóng, người nam chiếu có thể từ kiếm các gia sông, vượt qua tần lĩnh bất cứ lúc nào. Hoàng đế quyết đoán hạ chỉ. Lệnh đông xuyên quân gấp rút tiếp viện tử đồng. Ích châu, nam chiếu ít người, có đoạt cũng không giữ được. Ích châu bọn họ không chiếm được đâu. Nam chiếu tiến công tử đồng, triều đình quyết định khiến Dương Tĩnh Nguyên mất đi cơ hội trở lại thành Ích châu. Sử năm, Thái Hòa ba năm, năm 829 công nguyên, Nam Chiếu xâm nhập Tây Xuyên Thủ Phủ, đại thắng và tiến tới. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 223. Bóng đêm lại buông xuống, đèn đuốc trong triệu gia sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Đại quân Nam Chiếu dẫn theo si cuồng cùng các tướng quân thủ hạ trở thành thượng khách của triệu gia. Trong tiếng đàn sáo của triệu gia, các vũ nương nhảy múa, tạo nên những vòng xoáy hoa mỹ và đẹp mắt những chiếc váy rộng thùng thình như những đóa hoa rực rỡ, ôm sát lấy vòng eo thon gọn, tạo nên vẻ đẹp mê hồn. Chính đường của triệu gia đã tồn tại hơn 100 năm, với lọng tre và khung trang trí được vẽ bằng những màu sắc rực rỡ tạo nên các hoa văn tuyệt đẹp. Trong nội đường, các vũ nương như những bông hoa, khi ngẩng đầu lên, trần nhà được trang trí như một bức tranh. Ở đây, không có chút hơi thở nào của chiến tranh. Ca hát, nhảy múa, rượu ngon mỹ nhân, tiếng cười. Không khí tràn ngập sự xa hoa, phú quý và phồn thịnh của đại đường. Địa phương tốt quá. Si cuồng nửa mở mắt, say lờ đờ, tay vuốt ve chiếc chén sứ trắng mịn màng, chật chật tán thương. Triệu lão thái gia thận trọng cười rộ lên, người Nam Man chưa từng thấy được sự phồn thịnh thực sự của đại đường. Triệu gia còn phú quý hơn cả dương gia, chỉ nói về dương gia bạch lộ đường, cây cột phòng khách, vật liệu nguyên vẹn và điêu khắc, không kém gì hoàng cung trước đây. Sau khi bị Nam Chiếu cướp phá, ích châu phủ chức cầm tổn thất nặng nề, nhưng triệu gia không hề hấn gì. Sau chiến tranh, triệu gia có thể nhanh chóng trở thành người đứng đầu ích châu. Trong tương lai, nếu dương gia thất bại và phải bán đi tổ trạch, hắn có thể ngồi vững ở bạch lộ đường đến già, cuộc đời này không còn gì hối tiếc. Tuy nhiên, triệu lão thái gia vẫn có một thắc mắc trong lòng. Nhân lúc si cuồng và các tướng quân đang vui vẻ, ông cười hỏi. Si cuồng tướng quân, ngài bắt giữ trăm ngàn dân chúng ở Tam Đạo Yền là để phong tỏa tin tức phải không? Cướp đi tài sản của dân chúng ở Tam Đạo Yền, triệu gia có thể coi như bị Nam Chiếu ức hiếp, cũng đã dâm lên một lượng lớn tiền tài. Đại quân đi qua, chỉ cần không giết người cướp của là đã may mắn lắm rồi. Không thể bắt giữ tất cả mọi người ở Tam Đạo Yền rồi giết họ chỉ để lại mỗi Triệu gia không tổn hao gì. Sau đó, Triệu gia cũng không thể tự biện minh trước triều đình. Si Cuồng Liếc nhìn ông, chậm rãi nói: "Ngày mai sẽ không cần phong tỏa tin tức nữa." Triệu lão thái gia hài lòng vuốt râu cười nói: "Triệu gia đã trụ ở Tam Đạo Yển hơn 100 năm. Có lời của tướng quân, lão phu yên tâm, đại quân đi qua, mất chút tài vật cũng không sao. Khao thưởng binh lính là điều cần thiết." Si Cuồng cười ha ha bổn quân có một chuyện muốn bàn với triệu lão thái gia. Bạch vương điện hạ đã từng đạt hiệp nghị với triệu gia, cho phép triệu gia đi nam chiếu buôn bán. Buôn bán, ánh mắt triệu lão thái gia sáng lên, ích châu phủ nổi tiếng với gấm, tơ tằm đi đến trường An, rồi qua Tây Thị đến con đường tơ lùa. Đi về phía nam là đến lưỡng quảng, giáp giới với nam chiếu, có thể đi nam chiếu buôn bán. Triệu gia sẽ trở thành một phần duy nhất của đại đường như thể thấy được triệu gia từ ích châu phủ quật khởi, danh tiếng vang khắp đại đường, triệu lão thái gia cười tươi giói. Trước khi đi, quốc chủ đã đặc biệt hạ lệnh, để bổn quân trên đường về phải lễ đái triệu gia thật chu đáo. Trực tiếp có mối quan hệ với quốc chủ, đoàn thương nhân của triệu gia ở Nam Chiếu sẽ là một biển chữ vàng. Thường đội đi cùng quân đội Nam Chiếu, an toàn sẽ càng được đảm bảo. Triệu lão thái gia mừng rỡ. Đa tả tướng quân đã trông nom. Si cuồng nhìn quanh bốn phía, nói. Triệu gia hợp tác như vậy, bổn quân tạm không ra lệnh cho binh lính làm thêm gì. Triệu lão Thái gia, ta cho ngươi hai ngày để triệu tập thợ thủ công của triệu gia, thu thập tài vật hành trang. Ba ngày sau, theo tam đạo yển tượng công môn cùng nhau lên đường về Nam Chiếu. Hai ngày đủ rồi. Nụ cười của triệu lão Thái gia bỗng dưng tắt ngấm. Ông tưởng mình nghe nhầm, lớn tiếng hỏi. Triệu tập thợ thủ công của triệu gia không phải là đội thương nhân của triệu gia. Si cuồng bật dậy, trong nội đường cao múa lập tức ngừng lại. Ánh đèn sáng trói chiếu vào áo giáp của si cuồng, phản xạ ra những tia hào quang lạnh lẽo. Hắn kiêu căng nhìn quanh các nam nhân triệu gia, đắc ý nói. Nam chiếu hoang vắng, bổn quân phụng lệnh quốc chủ, rời thợ thủ công ích châu vào nam chiếu cư trú vĩnh viễn. Len keng. Chiếc chén rượu nhỏ từ tay triệu lão thái gia rơi xuống, đập vào bàn chiếc chén sứ trắng không vỡ, lăn vài vòng trên thảm trước khi dừng lại. Mọi người triệu gia nhìn về phía triệu lão thái gia, ông như vừa tỉnh mộng, đứng dậy hỏi. Tướng quân, lão phu vừa nghe ngài nói rời thợ thủ công vào nam chiếu cư trú vĩnh viễn. Ngài nói thợ thủ công là, các thợ ươm tơ, in nhuộm, chức cẩm, tất cả sẽ được rời vào nam chiếu. Si cuồng mạnh mẽ tuyên bố, hắn nhìn triệu lão thái gia với ánh mắt không hào ý nhất là con cháu của Triệu gia, gia đình trước cầm trăm năm này, bất kể nam hay nữ. Tất cả những người dưới 40 tuổi đều phải di chuyển theo đại quân. Triệu Lão Thái gia tuổi đã cao, không cần phải đi. Để tránh trên đường gặp rắc rối, không có cách nào chôn cất ngài vào phần mộ tổ tiên của Triệu gia. Ha ha, con cháu dưới 40 tuổi, bất kể nam nữ, tất cả đều phải di chuyển theo đại quân. Từ đó, Triệu gia sẽ phải rời xa quê hương, rời đến Nam Chiếu máu dồn lên mặt triệu lão thái gia ông run rẩy chỉ si cuồng tướng quân không phải như vậy hiệp nghị giữa bạch vương điện hạ và triệu gia không phải như vậy thịnh phong trạch nói chỉ cần triệu gia kiểm soát người phường nhuộm chức cầm ở tam đạo yển giữ yên lặng ở lại trong nhà hắn bảo đảm sẽ không bị thương tính mạng ai không bị thương tính mạng ai không bị thương tính mạng ai triệu lão thái gia lẩm bẩm nhớ lại những lời đó muốn bắt thợ thủ công rời vào nam chiếu tự nhiên sẽ không làm tổn thương tính mạng ai. Si cuồng cười to. Quốc chủ của ta nói rằng tính mạng của thợ thủ công còn quý hơn tài vật. Có thợ thủ công, lo gì không đan ra được gấm tứ xuyên đáng giá ngàn vàng. Bổn quân đã ra lệnh nghiêm, binh lính có thể lấy đi tài vật, nhưng tuyệt đối không làm tổn thương tính mạng ai. Triệu lão thái gia, hãy cho người triệu gia thu dọn sớm đi. Bổn quân là người thô cạch, không có tính nhẫn nại. Ta muốn gặp Bạch Vương Điện Hạ hắn không nói như vậy, hiệp nghị giữa hắn và triệu gia không phải như vậy. Triệu gia đã đứng vững ở Ích Châu hơn trăm năm, người triệu gia tuyệt đối không xa xứ. Triệu lão thái gia cao giọng gào thét, một hơi thở không kịp đón, liền lăn ra bất tình. Cha, tổ phụ. Triệu bầm tùng và triệu tu duyên nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy triệu lão thái gia. Xoa ngực và ấn huyệt nhân chung, giúp triệu lão thái gia hít thở lại bình thường triệu nhị lang bạch vương điện hạ có nói gì ngươi có thể làm chủ triệu gia phải không đột nhiên nghe được câu này triệu lão thái gia trừng mắt nhìn triệu tu duyên nhị lang ngươi đã đồng ý gì với thịnh phong trạch ngươi nói ngươi nói đi từ khi bạch vương điện hạ gọi thẳng tên thịnh phong trạch triệu lão thái gia đã sinh lòng hận thù với nam chiếu tổ phủ các vị thúc bá trưởng bối xin hãy nghe nhị lang nói triệu tu duyên quay lại thấy mọi người chịu ra mặt mày xám trắng, người nhát gan thì run dày. Tức giận đến đỏ mặt, nhưng không dám nói gì. Trước mặt là các tướng quân nam chiếu, tay nắm chặt chuôi kiếm, mặt lạnh như băng. Bên ngoài, binh lính nam chiếu đứng chỉnh tề, ánh đuốc chiếu sáng những ngọn giáo như tuyết. Nụ cười của si cuồng chứa đựng sự lạnh lẽo và đe dọa. Dường như chỉ cần câu trả lời của mình làm hắn không hài lòng, thanh đao từng giết chết quý ma ma sẽ dương lên chia lìa đầu mình khỏi thân thể. Một nụ cười kỳ dị nở ra trên môi hắn, đôi mắt hắn dưới ánh đèn rực rỡ phát sáng. Chương 224. Triệu gia đã trải qua nhiều đời làm nghề dệt gấm, kéo dài cả trăm năm. Triệu Tu Duyên chậm rãi đứng lên, suốt trăm năm qua, Triệu gia đã dệt ra vô số tấm gấm đẹp. Tích góp từng chút một, lập nên cửa hàng gấm, giành được nhiều danh hiệu cẩm vương. Ba cửa hàng của Triệu gia Tại Ích Châu đều nổi tiếng vang rồi. Nhưng đó chỉ là nổi danh thôi, dù năm ngoái giành lại danh hiệu Cẩm Vương, được gọi là Cẩm Vương, nhưng vẫn chỉ là Cẩm Vương của Dương gia trong mõ hẻm Ích Châu. Dù Triệu gia có dệt thêm trăm năm nữa thì cũng chỉ được gọi là Cẩm Vương của ba cửa hàng mà thôi. Triệu gia vẫn chỉ là một gia đình thương nhân, không xứng đáng là thương nhân đẳng cấp. Nhị lão gia của Triệu gia giận dữ nói, chẳng lẽ để con cháu triệu gia bỏ nghề dệt gấm truyền thống để đi học thi cử sao? Nhị lang, người có phải bị mất trí không? Ta hoàn toàn tỉnh táo, triệu tu duyên, hai má đỏ bừng vì kích động, lớn tiếng nói, để giữ vững danh hiệu cẩm vương, ta bị buộc phải đính hôn với nhiêu gia, cưới một người phụ nữ xấu. Tại sao ta phải cưới nhiêu ngũ nương? Tổ phụ ngươi nói, dương gia có người làm quan, nếu triệu gia muốn giành lại danh hiệu cẩm vương, nhất định phải tìm một gia đình có thế lực triều đình có phong chức quan cho triệu gia không không bởi vì triệu gia chỉ là một trong hàng vạn thương nhân của đại đường mà thôi nhưng nam chiếu bạch vương điện hạ đã hứa hẹn chỉ cần triệu gia chuyển đến nam chiếu sẽ phong cho gia chủ của triệu gia làm đại sứ hàng dệt quản lý nghề dệt của nam chiếu triệu gia vẫn có thể tiếp tục dệt gấm và không còn là một gia đình thương nhân thấp kém nữa tại sao ta không đồng ý cả sảnh đường đều khiếp sợ đó là quan chức của nam chiếu chúng ta là con dân đại đường triệu nhị lang ngươi chỉ là người kế nhiệm chưa phải gia chủ chính thức ngươi dựa vào cái gì mà thay triệu gia quyết định ta tuyệt đối không rời xa quê hương không đi về miền nam hoang vu ta có chết cũng muốn chết ở đây nhị lão gia của triệu gia kêu lớn một tia sáng chợt lóe lên ánh kiếm khiến ngọn nến bập bùng triệu nhị lão gia há to miệng tay che cổ tay kia vươn về phía triệu lão thái gia trong miệng hắn phát ra tiếng khàn khàn dường như muốn gọi một tiếng phụ thân lại như muốn chửi rủa tiếp một dòng máu tươi phun ra từ cổ triệu nhị lão gia ngã quỵ trên bàn muốn chết ở đây bổn quân sẽ thành toàn cho ngươi si cuồng lạnh lùng nói lão nhị a triệu lão thái gia mạnh mẽ đẩy triệu bầm tùng ra rồi nhào tới cha nhị lão gia mọi người trong sảnh đột nhiên bừng tỉnh tiếng khóc tiếng gào vang lên khắp nơi máu đỏ tươi từ bàn chảy xuống tấm thảm ba tư quý giá nhìn thoáng qua trông như những bông hoa mới nở trên thảm triệu tu duyên chậm rãi đưa tay lau đi những giọt máu văng trên mặt sự hưng phấn và kích động của hắn bị máu tươi của triệu nhị lão gia làm cho lạnh lẽo hắn đã sai lầm sao cố gắng thêm cũng chỉ là cẩm vương của triệu gia mà thôi đi Nam Chiếu, với tài nghệ và kinh nghiệm của triệu gia, có thể quản lý nghề dệt ở Nam Chiếu, được mọi người kính trọng. Thịnh Phong Trạch nói, chỉ cần hắn làm tốt, tương lai cưới nàng quận chúa về nhà cũng không thành vấn đề. Hắn chỉ muốn quý anh anh, hắn chỉ cần thoát khỏi nhiều ngũ nương, người phụ nữ xấu xí đó. Người giết cha ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Triệu Đại Lang cầm bàn trà hẹp dài đập về phía si cuồng một tướng quân bên cạnh đá một cú vào chân sau của hắn triệu đại lang ngã xuống chưa kịp đứng lên đã bị giày da trâu đóng đinh dẫm lên lưng si cuồng cúi đầu dùng lưng kiếm vỗ vỗ mặt hắn triệu gia đại lang nghe nói tài nhẹ dệt gấm của ngươi không thua kém triệu nhị lang bổn quân không nỡ giết ngươi ngươi đâu trói hắn lại hai tên lính tiến vào trói triệu đại lang và dẫn ra ngoài ta thấy triệu gia thật là không biết điều uống rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chói người mang đi. Si cuồng lớn tiếng ra lệnh. Tướng quân bớt giận. Triệu tu duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiến lên nói. Tướng quân, ta đảm bảo triệu gia sẽ di rời tất cả, xin tướng quân cho hai ngày để thu xếp. Si cuồng đã quay người đi. Hai tên lính tiến lên, trói chặt triệu tu duyên và kéo ra ngoài. Buông tay, ta là đại sứ hàng dệt được Bạch Vương Điện Hạ Đích Thân Phong si cuồng tướng quân, ngươi không thể đối xử với triệu gia như vậy. Triệu tu duyên dãy rủa mặt đỏ bừng, lớn tiếng hét lên. Không ai phản ứng lại hắn, bọn lính như đã chuẩn bị sẵn, bắt hết những người từ 40 tuổi trở xuống, tất cả đều bị kéo đi. Trong chốc lát, phòng khách đầy tiếng hét và chửi rùa. Không lâu sau, từ hậu viện truyền đến tiếng khóc của phụ nữ. Si cuồng nghịch ngợm với những bình hoa tinh xảo trong phòng khách, lắc đầu. Bạch Vương Điện Hạ làm người tốt, thì vai người xấu để bổn quân đảm nhận. Thấy gia đình giàu có như tam đạo yển không đánh, lại đi đánh kẻ nghèo, chẳng phải phụ lòng các tướng sĩ của bổn quân sao? Hắn ngẩng đầu lên, thấy triệu lão thái gia dẫn đầu các trưởng bối của triệu gia như điên loạn lao về phía những người bị bắt. Si cuồng lớn tiếng ra lệnh. Mang hết những người trên 40 tuổi đến nhà tù, nói cho họ biết, nếu còn ồn ào, bổn quân sẽ giết hết giọng nói vang rền đến mắt tay mọi người ù đi triệu lão thái ra liếc nhìn lần cuối rồi ngất xỉu cuối cùng phòng khách trở nên yên tĩnh si cuồng hài lòng ra lệnh khám nhà tay chân nhẹ nhàng đừng làm hư hại đồ đạc gió. thiên tướng đáp hưng phấn dẫn một đội người chạy về phía hậu viện khám nhà và khuân đồ si cuồng tướng quân triệu tu duyên dướn cổ không ngừng gọi si cuồng suy nghĩ một chút đi tới triệu nhị lang ngươi chỉ cần nghe lời bổn quân sẽ cho ngươi tạm quản tam đạo yển và đưa thợ thủ công đi nếu ngươi quản không tốt bổn quân sẽ giết ngươi chỉ cần cố gắng vượt qua gặp được thịnh phong trạch thì tốt rồi triệu tu duyên nói thêm tiểu nhân đã đồng ý đi nam chiếu xin tướng quân yên tâm ta nhất định sẽ thuyết phục người triệu ra si cuồng gọi một thiên tướng lại thì thầm vài câu rồi phất tay dẫn bọn họ đi Thiên tướng đó cười cười, tiến lên đẩy Triệu Tu Duyên một cái. Đi thôi, nghe lời tướng quân, ta sẽ chăm sóc ngươi. Tại sân trong của Nguyệt Cầm Đường ở Hậu Viện, tất cả các vú già dưới 40 tuổi của Triệu Gia tụ tập lại. Có hơn 200 người, các nữ nhân không dám khóc lớn, run rẩy tụm lại, phát ra tiếng khóc thút thít. Nhiều ngũ nương đứng ở hàng đầu, nàng liếc nhìn đại nãi nãi đang khóc ngồi trên tay nha đầu, rồi quay mặt đi bốn phía đều có binh lính vây quanh, nhìn chằm chằm vào các nữ nhân triệu gia đang sợ hãi khóc thút thít. Một lát sau, hai tên lính mang một thị tỳ đến. Ngọc Duyên tránh khỏi bọn lính, bước nhanh tới bên cạnh Nhiêu Ngũ Nương. Mọi việc xong chưa? Nhiều ngũ nương thấp giọng hỏi. Không ngoài dự đoán của nương tử, nương tử yên tâm. Ngọc Duyên nhìn xung quanh, nói nhỏ như mũi. Nô tỳ tì sẽ tìm cơ hội dẫn nương tử chạy trốn mạng che mặt của nghiêu ngũ nương khẽ động như thể một nụ cười thoáng qua nghiêu ngũ nương thản nhiên nói trốn gì chứ ta chờ bạch vương điện hạ vào thành rồi giao hết người dương ra cho ta ngọc duyên kinh hãi nương tử bọn họ muốn bắt người đi nam chiếu ngài làm sao có thể chịu được khổ cực đó ta là vợ của triệu nhị lang chồng quý thì vợ vinh ta đương nhiên muốn theo hắn đến nam chiếu hưởng phúc chỉ cần hắn làm việc cho nam chiếu ta làm sao phải chịu khổ nhiều ngũ nương lẩm bẩm. Ta chỉ muốn biết, nếu Dương Tính Nguyên biết rằng người Dương gia ở Nam Chiếu bị ta nhục nhã, liệu hắn có đau khổ đến điên loạn không? Chương 225. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.